đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê mời các bạn cùng vào bếp để làm món xôi ạ. Rất là đơn giản mà ngon, hay là món thịt viên nhé, mới lạ, chúng ta có thể ăn đầy đủ dinh dưỡng và lại ngon dễ ăn. Mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn này với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình gạo lếp thì mình ngâm qua đêm nhé, các bạn ngâm từ 8 đến 10 giờ. Gạo lếp chúng ta có thể dùng là lếp cái Ho Vàng hoặc là có gạo lếp Điện Biên ấy, thì càng thơm ngon các bạn ạ. Nhưng hôm nay mình là dùng lếp cái Ho Vàng ạ. Mình đã ngâm qua đêm rồi, sáng ngày ra mình có thể nấu để cho cả gia đình thưởng thức. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái nước chua này đi để cho nó ráo nước nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa cân thịt mình xay ra nhé. Và ngô ngọt, cà rốt các bạn nhé. Mình sẽ rửa hết phần ngô và cà rốt mình bào ra đi. Cà rốt các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Mình thái liệu ra. Các bạn chuẩn bị cho mình ngô lại nhé. Mình cũng tẽ ngô vào đây. Bây giờ mình sẽ cho cái phần gạo lếp vào ạ. Gạo lếp mình đã để ráo nước rồi các bạn nhé. Mình bớt lại một ít để sau đó thì mình sẽ để vào bên ngoài nhé. Làm phần áo của nó. Bây giờ sẽ cho gia vị vào đây. Các bạn cho mình vào đây ít muối bột canh. Ăn hạt lêm thì có thể cho hạt lêm, bột ngọt hoặc đường tùy theo chúng ta nhé. Miền Bắc thì hay không ăn đường nhiều, nhưng miền Nam thì hay cho đường ạ, và một chút tiêu. Cái gia vị thì tùy theo sở thích của gia đình chúng ta nhé. Bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên cho mình. Mình có thể cho một ít dầu ăn nhé các bạn nhé, để cho nó đỡ dính ạ. Mà để hạt xôi được chúng ta cho nó bóng lên nhé ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước, mình cho nước vào nhé. Và bây giờ mình cho vào đây cái phần thịt hấp để mình
sẽ lặn những viên xôi vào. Khi thịt gạo và thứ mình đã làm xong rồi, hòa quyện thành một rồi, bây giờ các bạn sẽ lắn cho mình thành những viên như thế này nhé. Sau đó các bạn sẽ lăn qua cái phần gạo lếp cho mình. Còn lại mình để như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào lờ để mình bắt nhé. Ở dưới chúng ta có thể lót một ít gạo các bạn nhé. Rồi, mình cho nó lên thêm vào đây. Cứ làm như vậy cho đến hết cho mình ạ. Đây ạ, mình đã lặn xong rồi và cái gạo lếp còn thừa này các bạn sẽ rắc lên cho mình nhé. Các bạn hấp cho mình từ 30 đến 40 phút là chín cái phần xôi này nhé. Mới đầu mình sẽ đun lửa thật to, sau khi nó sôi thì chúng ta sẽ giảm bớt lửa nhé. Khi mình hấp được 35 phút rồi các bạn nhé, bây giờ mình mở ra kiểm tra các bạn ạ. Đây ạ, các bạn sẽ thấy cái phần xôi của mình. Gạo nó mềm ra nhé, nát ra rồi, tức là phần xôi đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ múc phần xôi này ra. Rất là ngon như thế này. Nhiều lúc chúng ta có thể làm bữa sáng như vậy cho gia đình nhà mình nhé. Hoặc là mình chán ăn xôi kiểu kia rồi thì mình sẽ làm theo kiểu này, vừa dễ ăn và vừa đầy đủ dinh dưỡng ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy. Chúc các bạn có một món ăn đơn giản và lại ngon nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Với xôi dẻo ngon và chúng ta có thể ăn kèm rau củ quả và đầy đủ nhé.